Theo báo cáo của Tổ chức Chính phủ, Úc có hai thành phố lọt top 10 thành phố đáng sống nhất trên toàn thế giới vào năm 2024. Đặc biệt, hai thành phố này cũng có lượng người Việt định cư đông đảo nhất trên toàn nước Úc. Hãy cùng AIMS Việt Nam tìm hiểu vì sao hai thành phố này lại có lượt bầu chọn cao đến như vậy. Nói thêm một chút về bảng xếp hạng này nha. Mỗi năm, Tổ chức Chính phủ này sẽ thu thập, đánh giá và xếp hạng các thành phố theo các tiêu chí sự ổn định, sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng, văn hóa và môi trường, rồi chọn ra 10 nơi có chỉ số trung bình cao nhất. Và Úc với hai thành phố lần lượt giữ vị trí top 4 và top 7. Nói về nét đặc trưng của Úc, nhiều người sẽ nghĩ ngay Sydney Opera House, một biểu tượng của Sydney, và đây cũng là thành phố nắm giữ vị trí top 7 trong bảng xếp hạng. Sydney, thành phố nhộn nhịp và nổi tiếng bậc nhất nước Úc. Theo báo cáo, dịch vụ y tế và giáo dục tại đây đều đạt mức điểm tối đa là 100 điểm và các hạng mục khác đều trên 94 điểm, đủ để thấy cuộc sống ở thành phố đông dân nhất nước Úc chất lượng như thế nào. Một điều thú vị về Sydney hẳn sẽ là tin vui cho những ai mong muốn định cư tại Úc. Đây là thành phố tập trung rất nhiều người Việt sinh sống, có đến 38% số lượng người Việt tại Úc đang sinh sống tại đây. Tiếp theo là vị trí thứ tư, bạn đoán nó thành phố nào? Bật mí, đó cũng là một thành phố rất nổi tiếng Úc đó nha. Không nơi nào khác, đó chính là Melbourne. Các hạng mục sự ổn định, cơ sở hạ tầng, văn hóa và môi trường đều đạt trên 95 điểm. Riêng dịch vụ y tế và giáo dục đều đạt điểm tối đa như Sydney. Không chỉ vậy, Melbourne còn là một thành phố đáng sống bởi những trải nghiệm mà nó mang lại. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là trải nghiệm 4 mùa trong một ngày. Thời tiết ở đây khá là khó lường, vì thế mà đôi khi bạn có thể tận hưởng không khí của cả 4 mùa chỉ trong vòng một ngày đó. Cả Sydney và Melbourne đều là hai thành phố vô cùng đáng sống. Nếu bạn mong muốn định cư tại Úc thì đây là những lựa chọn nên cân nhắc. Hãy nhắn tin cho AIMS Việt Nam để được tư vấn nhé.